Hello, hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình vô tình vào cùng hai xem cái giải Liên Server và mình rất bất ngờ với một cái bạn bi yêu giới nha, nhưng full đốt. Nhưng yêu giới này là lại không chơi đại bảng kim sĩ các bạn ạ. Nickname của bạn này là Lưu Lạc Long. Mà ông ấy đặt cái tên đẹp hay. 9 điểm, mình chấm cho tên đẹp. Bạn này thì đang có một cái danh hiệu rất là đẳng cấp nha các bạn. Rất hiếm server có được cái danh hiệu này. 100 server thì chỉ có một số tông môn mới có danh hiệu thôi. Phú cả đế quốc, để có cái danh hiệu này thì cần phải tố một lên server chiêu tài nhé các bạn. Ok, chúng ta sẽ vào cái nick này nhé. Nick này lực chiến là 980 triệu, cấp 104 thì tầm phá cảnh 5 rồi. Và tông môn là vô ưu nhé các bạn. Đây, các bạn cùng xem đội hình nhé. Mình hơi bị ho một chút nên cũng gắng làm clip các bạn nhé. Các bạn có gì thông cảm. Các bạn có thể thấy là không thì có đại bàng kim sĩ đi đi hai con hồ ly các bạn nhé, và trong đó có một con hồ ly thức tỉnh. Đúng không? Đúng rồi, con hồ ly thức tỉnh quá đẳng cấp luôn, là luôn chơi hai hồ ly nhé. Thì hồ ly thì sẽ thứ nhất là hồ ly sẽ búp giảm sát thương này, đúng không? Búp tích hỏa cho team này. Đấy, thì các bạn có thể biến nó tích hỏa thì cứ mỗi một tích hỏa thì sẽ được thêm 20% sát thương đột nha các bạn, tăng thêm đấy. Thì nói chung là mình sẽ nói khá là cụ thể về cái nick này cho những bạn nào mà không chơi yêu cũng có thể biết được là tại sao lại build như thế này. Thứ nhất là điểm mạnh của nick này là trâu ấy, chơi đột và kèm cộng cộng dồn tích hỏa, cộng dồn đốt rồi kích hoạt, rồi thêm hiệu ứng nữa. Ví dụ như kim giác đây, con kim giác này là một trong những con tướng có thể là làm hiệu ứng này, búp tích hỏa này. Và hiện tại thì chủ nick đang cho con này thần kích trảm yêu trừ ma này hỗ trợ này. Đấy, cái này thì cũng hỗ trợ này. Nick này thì sẽ không tập trung vào đam của tướng mà sẽ là đồ hình ấy. Đồ hình của nick này sẽ không tập trung quá nhiều đam vào tướng mà sẽ tập trung vào thù và làm cho nick trâu chó. Nghĩa là ôm đam chịu trận để cho kẻ địch chỉ trong im lặng, chỉ trong sự đốt này, chỉ trong ngọn lửa các bạn ạ. Này giảm sát thương hầu như là nick kim giác này sẽ như vậy. Và kim giác này thì lấy cả cái kỳ vật này để làm cho trâu nó luôn các bạn nhé. Thấy chưa, chủ nick rất là đầu tư về con kim giác này. Thần thông thì sao? Thần thông thì có thần thông này thấy chưa? Đấy thì cái thần thông này khá là mạnh, chỉ dành cho một số con đặc biệt, ví dụ như là thiên đế này, quan âm này, hoặc là các bạn thấy chưa, cái thần thông này ấy, thì rất là hạn chế, nhưng nó lại rất là mạnh, nó hạn chế, nó chỉ có tác dụng ở một số con tướng đặc biệt. Và các bạn có thể điều là hầu như là thánh ấy các bạn nhé. Tiên được ưu ái nhất, tiên thì có tận 3 con tướng có thể sử dụng được cái này. Đấy, 3 hay 4 con nhỉ? Con này là con Thiên Hậu hay con gì? Không, không phải. Đấy, các bạn thấy nhá. Tiếp theo nữa là thần thông lục ngâm ngự hư. Đấy, hầu như là thần thông tanh rất là nhiều các bạn. Này, né tránh nữa này, giảm bạo thương này, đấy chưa các bạn chưa? Tăng giảm sát thương PvP này, giảm sát thương này, đỡ đòn này, đấy các bạn thấy chưa? Đấy, đây là một cái góc nhìn bi. Thì con kim giác thì nó có một tính chất là nó có cái lưu đày nhé. Lưu đày này nó có thể chuyển dịch một chút như vậy, mình nhớ không nhầm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến con Thanh Ngưu. Đấy thì Thanh Ngưu hiện tại là 34 triệu máu các bạn, mang một cái áo đỏ nha các bạn, với 2,8 triệu đam, mang cho mình thiên kỹ là Hồng Hài Nhi này. Thì thiên kỹ Hồng Hài Nhi thì nó sẽ mang tính chất trị liệu giữa khi mà tiêu kẻ địch tiêu đủ đấy. Nói chung là các bạn hiểu là thiên kỹ bốc máu của bọn đốt. Tiếp theo là hồi sinh này, không chịu phản đam các bạn, hầu như bạn này sẽ phun đốt luôn. Lấy lại là sau khi bị tấn công này hồi máu, nghĩa là trâu chó. Hai con trâu này các bạn nhé. Mang theo một thiên kỹ này nữa, nick này nhân phẩm về thiên kỹ khá là phèn nhỉ. Quên kỳ vật nha các bạn, kỳ vật khá là đẹp. Vì thần thông thì con này không sẽ mang hai cái thần thông tanh này nhé bạn. Đấy, thần thông giảm sát thương trực tiếp này và thần thông tăng phòng thủ. Mấy cái còn lại thì cũng phòng thủ thôi, có đỡ đòn không? Có, chắc chắn phải có đỡ đòn rồi. Đặc điểm của con Thanh Ngưu là nó đỡ đòn rất là cao nhé bạn. Thì mình cũng nói cho Thanh Ngưu thì đỡ đòn cao này, trâu nhất, một trong những con tướng trâu nhất hiện tại của bọn yêu giới. Nếu mà build con này thì nếu mà bảo tất cả bốn con tanh ấy thì con này là con trâu nhất, bởi vì nó có đỡ đòn các bạn, và nó được giảm sát thương cũng khá là ok. Theo như cảm quan Bách Nhãn Quân này, Thanh Ngưu này, Tiểu Bạch Long này, hay là Nguyên Quân, Nguyên Quân, thì theo như mình cảm nhận là con Thanh Ngưu này khá là trâu, bởi vì cái đỡ đòn của nó tỷ lệ nó cao các bạn. Thì không biết cái đỡ đòn này nó tính như thế nào.
bởi vì nó tính dựa theo chính xác hay là dựa theo né tránh. Thường thì chính xác và né tránh nó sẽ triệt tiêu nhau rồi nó sẽ ra một cái tỷ lệ nào đó để có né tránh thành công hay không. Còn đỡ đòn thì mình không biết nó tính kiểu gì. Bạn nào có thể hiểu được cái tính chất của đỡ đòn thì có thể comment giải thích mình với. Con này thì thứ nhất là có một điều đặc biệt của con này là gây đụt theo bị động, nghĩa là ai đánh nó thì sẽ bị vì nó đốt và nó kèm một số tích hoạt nữa. Tiếp theo nữa là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thì một trong những con đốt rất là đa dạng và được ưu ái khá lên. Ui nhìn cái đồng thần thông của con Ngưu Ma Vương bị sốc á, hầu như phun đỏ lắm. Thì còn mỗi cái Ngọc Diện Hồ Ly là tăng thêm sát thương tiêu đụt. Thì các bạn biết được cái sát thương tiêu đụt 40% này thì nó tương đương hình như bằng hai cái tích hỏa. Thì các bạn phải phân biệt được tiêu đốt và tích hỏa nhé. Nó hình như là vào trận đánh ấy, cái ngọn lửa mà có ba ngọn lửa hình cái núi ấy, thì nó là tiêu đốt, mà cái ngọn lửa to ấy, thì nó là tích hỏa nhé các bạn, cho các bạn hiểu cái icon giao diện khi trong trận đánh ấy. Con này thì mang cho mình cái thiên kỹ hồi máu xích đi hạt đấy, hồi chuyển hóa sát thương thành sinh lực. Nói chung là các bạn biết rồi, trâu hai hiệp đầu đây nữa rồi là du long kích hải. Thì con này có một cái ưu điểm là khi mà ra được kỹ năng nhiều thì nó sẽ kích hoạt tiêu đốt rất là nhanh cho đội hình, một trong những con phò quốc dân. Con này vượt trâu này, nói chung là đánh cái con ngưu va vương nó si đa, nói chung là tanh tính cũng không phải tanh siêu cứng, nhưng là nó lại vừa gây đam nhiều này, vừa kích hoạt đốt hỗ trợ này, rồi nó lại tanh nhá. Con này thì chủ nick mang cho mãn răng hồng cộng 16. Ui ho, mình hơi bình bịt nên nói. Ui. Cảm ơn thông cảm tí nhá, có gì cảm ơn đọc sút đi. Là tan chịu có xem sút hộ mình. Tiếp theo nữa thì được đây sẽ đổ gì đấy, nick này thì chắc chắn không có xét hồng hoang rồi. Bình thường là những nick tên 2 tỷ thì sẽ đa số là có xét hồng hoang hoặc là có một hai món hồng hoang, còn mà nick mà dưới 1 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi hoặc 2 tỷ thì đa số là đang là meta của xét đỏ nha các bạn. Đấy, pháp bảo thì cũng chưa mắc lên 75. Nói chung là đối với một cái nick yêu mà đi đột như thế này ấy, thì nó sẽ bùi rất là toàn diện các bạn nhé. Nghĩa là càng trụ được đam bao nhiêu thì càng tốt. Thì nói chung là đây là một trong những bạn tiên phong đi đột, kể cả bản thân mình cũng vậy. Mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm về yêu. Yêu là trong những phe chơi rất là rối. Bởi vì nó có hai hướng đi. Một là đi theo anh hai đại bàng kiếm sĩ để thọc nét, để thọc người ta. Còn tiếp theo thì chơi đốt thì rất là rủi ro, bởi vì không có ai đi trước, mình là người đi dẫn đầu nên rất là rủi ro, và người mà đi đầu thì thường là người đi khai phá nên sẽ được mình tung hô rất nhiều. Nên các bạn có thể video này sẽ hơi nâng bạn này một chút. Tiếp theo nữa thì Ngọc Diện Hồ Ly, các bạn cũng phải biết được cái Ngọc Diện Hồ Ly này là một trong những tướng hỗ trợ. Thứ nhất là nó búp giảm sát thương mỗi con này hình như là khoảng 20% giảm sát thương các bạn nhé. Tiếp theo là nó búp kích hoạt rất là nhiều con này, và thứ ba nữa là nó còn búp máu nữa. Mình nhớ đột phá của nó còn búp máu nữa. Rồi là bạn này mang cho mình cái thiên kỹ choáng này, lấy hồi xuân búp máu này lại choáng, nghĩa là đội hình bạn này bị cực kỳ nhiều hiệu ứng các bạn. Thêm con kim xí này, thêm con kim giác này vào, thêm lưu lại là so với những cái phe cùng trang lứa ấy, cùng phe cùng đội hình ấy, thì nick này sẽ nhìn hơn về hiệu ứng rất là nhiều. Thì với việc nhìn hơn nhiều hiệu ứng như thế thì cái sự chịu đựng của thần thông hỏa nhãn kim tinh nó sẽ bị mất rất là nhanh nha các bạn. Khi mà lên mấy cái hiệu ứng mà level 6 ấy, thiên kỹ level 6 thì hầu như là tỷ lệ 100% thì rất là kinh. Tiếp theo nữa thì thần thông thì có bất tử này, một bất tử này, hai bất tử này, ba bất tử. Con này có bất tử nữa. Thì nói đến Hồng Ngài Nhi thì Hồng Ngài Nhi ở đây các bạn thấy làm hai cái thiên kỹ thần kích. Cái này là một trong những cái thiên kỹ thần kích cực kỳ mạnh và siêu mạnh của bằng hỏa. Thì nếu mà sự tình huống ấy, nick này sẽ mạnh nhất, đạt đạt cái đẳng cấp cao nhất khi mà mắc cái này level 6. Nghĩa là nếu mà bạn này chơi khoảng thêm khoảng 1 tháng nữa hoặc 2 tháng nữa thì sẽ mắc cái này đi, thì lúc đó sức mạnh của cái nick này sẽ x2 lần các bạn nhé. Thì tại sao lại x2? Bởi vì bình thường ấy sát thương thiêu đố đấy nó chỉ bằng 40% tấn công gián tiếp thôi. Tấn công gián tiếp này là tấn công của người bị đốt đấy, nghĩa là bạn có bao nhiêu tấn công đó thì nếu bạn bị đốt thì nó sẽ lấy lượng tấn công của bạn đó, của người bị đốt, rồi nó bắt đầu gây đam cho bạn tính theo công thức của tấn công của bạn thôi. Thì bình thường thì 40% tấn công, nhưng bây giờ sẽ là 80% tấn công, nghĩa là gấp 2 lần, chưa tính tích hỏa nha các bạn. Tích hỏa là nó tăng sát thương đấy, mỗi lần tích hỏa 20% sát thương, rồi thêm thần thông ở đây
Đấy, hầu như là nick này nick nào cũng sẽ mang ngọc diện hồ ly thần thông này, quá kinh khủng các bạn. Hầu như con này được khá là này, con này cũng được ưu ái thần thông tam bộ chân hỏa này. Từ nay tam bộ chân hỏa này cũng khá là kén chọn, chỉ cho thằng Ngưu Ma Vương này, Ngọc Diện Hồ Ly này với Hồng Anh Chi, hai cha con này làm trùng quá. Đây này là giảm đam, nói chung là mấy cái thần thông này mình phải biết quá nhiều nên mình sẽ đảo quá nhanh nhất. Có cái gì lạ hoặc là mới lạ thì mình sẽ tập trung vào các bác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đi sâu một chút về con là Ngọc Diện Hồ Ly thức tỉnh nha các bác. Rồi chúng ta sẽ vào xem cái trận đánh, bởi vì trận đánh cũng khá là hay. Video có thể hơi dài một chút thì mình sẽ gắng tối ưu nội dung cho các bác. Đây chúng ta sẽ cùng nhau xem cái con lợn này thức tỉnh như thế nào. Mình cũng quên nó rồi. Thứ nhất là nó thức tỉnh là nó được giảm sát thương là 12%. Và khi Ngọc Diện Hồ Ly Long Thần toàn bộ thần tướng phe ta bị mục tiêu tiêu đối tấn công, tăng 20% giảm sát thương. Nghĩa là con này khi mà thức tỉnh bậc 2 này nó sẽ mạnh nhất khi mà hai bên đối đánh với nhau các bạn ạ. Nếu mà cái option này mà thêm cả bị đọc nữa, nghĩa là có một cái phách, có một cái gạch ngang ấy, gạch chéo ấy là thiêu đốt hoặc độc thì tăng 20% trả giải thương thì sẽ tối ưu hơn, bởi vì hiện tại ít khi mà hai bên đốt đánh nhau lắm các bạn. Nhưng mang cái này thì rất là ngon khi mà đi giải đấu phe, hầu như thì đấu phe thì đốt đánh với yêu đánh với yêu khá là nhiều. Hầu như là yêu đánh với yêu chứ. Tiếp theo nữa là thức tỉnh 3, khi Ngọc Diện Hồ Ly trong tận khi kích hoạt trả thương tiêu đốt phe địch có 50% tăng thêm tiêu đốt một hiệp nha các bạn. Thì kích hoạt tiêu đốt này thì tăng này nó sẽ tính theo lượng tiêu đốt của Ngọc Diện Hồ Ly gây ra hay là tiêu đốt của toàn đội hình gây ra. Nếu mà của cho toàn đội hình ấy, thì rất là kinh, còn mà cho Ngọc Diện Hồ Ly thì khá là bình thường. Nghĩa là Ngọc Hồ Ly mà gây ra được bao nhiêu tiêu đốt thì sẽ nhân tiêu đốt của nó chứ không nhân tiêu đốt của người khác. Cái này thì chúng ta sẽ tài và cảm nhận nha các bạn. 50% thì tỷ lệ khá là cao đấy các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ vào xem trận đánh luôn nhé. Thì có một điều bất ngờ mình sẽ nói trước, cái trận đấu của bạn Lu Lu hay là Lu Lu Lạc Lõng. Đây các bạn thấy này, Lu Lạc Lõng đánh gặp Hoàng đấy, 888 triệu cũng là yêu giới nhá, hai yêu giới gặp nhau và Lu chênh 100 triệu lực chiến. Hoàng thì có ngân giác thức tỉnh 3. Ui lại thôi, Hoàng thì chắc là để dịp nào đó mình review Hoàng sau nhé Hoàng. Đây mình sẽ đảo qua đồ Hoàng một tí. Hoàng có đế thính này, mình không đi sâu vào Hoàng đâu nhé. Có ngân giác này, có đế thính này, có đại bàng kim sĩ này, sét đỏ này, có một sét đỏ ở đại bàng kim sĩ. Đại bàng kim sĩ với lượng tấn công là 4,6 triệu. Ui đẳng cấp đấy Hoàng nha. Mới mới phá cảnh 5, level tầm 104 mà đã lên được cái này level cấp 5 rồi là khá đầu tư đấy. Đây chúng ta sẽ xem trận đánh đầu tiên nhé. Tỷ lệ Lu Lạc Lõng là thắng 3-0. Đây chúng ta xem trận đầu. Trận đầu thì Lu Lạc Lõng được đánh đầu các bạn. Cho mình cũng quên nhắc là Hồng Hải Nhi hiện tại là mang một cái thiên kỹ của Thanh Ngưu. Là Hồng Hải Nhi hiện tại là Hồng Hải Nhi vừa là gây đốt chủ động và gây đốt bị động. Ui các bạn trâu không? Thấy trâu không? Kim giác không có bất tử mà chịu đam khá là tốt kìa. Ui ui đại bàng kim sĩ bị đốt 4 lần, 4 hiệp ấy, bị tích đốt 4 lần, 4 cái. Ui các bạn thấy chưa, kích hoạt một cái mất là 2 cái các bạn ạ. Như Ma Vương mà ra kỹ năng là kích hoạt tiêu đốt luôn nha các bạn, rất là đau. Thì ôi mình sẽ giảm một chút bởi vì đánh đố này nó các bạn phải cảm nhận từ từ kìa. Riêng mình chơi chơi nhiều nhưng mình cũng hay bị rối lắm. Chúng ta phải nhìn vào cái đố chúng ta mới cảm nhận được các bạn ạ. Thì những cái con mà chích nhanh như thế này ấy, thì do nó tấn công cao hơn phòng thủ. Những con nào mà tấn công hoặc máu, tấn công mà cao hơn máu ấy, thì sẽ chết rất là nhanh nha các bạn. Ui, đại bàng kim sĩ đang bị tích hỏa 7 lần các bạn nhé. Tích hỏa 7 lần là 7 nhân với 20, nghĩa là 140% sát thương. Đốt. Ui, thêm quả lưu đày hay hỗn loạn nữa. À, hỗn loạn. Hình như cái tích hỏa này nó không bị mất các bạn. Nghĩa là đánh càng lâu thì tích hỏa nó càng tích lên cao.
Còn mà cái mà ngọn lửa, ba ngọn lửa thiêu đốt thì nó sẽ mất theo lượt mà các bạn kích đốt. Các bạn thấy chưa? Hồng Hài Nhi và Thanh Ngưu, hai cái thằng lớn này. Hồng Hài Nhi đang mang thiên kỹ của Thanh Ngưu nhé các bạn. Nên nó có thể gây đốt bị động và gây đốt chủ động. Cho tụi nó vào hàng đầu. Ui. Nó đau. Kinh đấy các bạn ạ. Khá là đau. Hầu như là ao trình luôn các bạn thấy chưa? Mà tại sao lại ao trình? Thứ nhất là có Ngọc Hiền Hồ Ly thức tỉnh. Đấy thì khi mà nó đánh với yêu ấy, hầu như nick này là yêu đánh với yêu, là nick này cực kỳ mạnh, bởi vì có cái con Ngọc Hiền, à, con ở Ngọc Hiền Hồ Ly, con Hồ Ly này thức tỉnh nên nó được bút thêm phần trăm giảm sát thương nên rất là trâu. Nên hầu như là ao trình luôn đó. Hầu như là đây chúng ta sẽ xem trận thứ hai. Trận thứ hai thì có thể Hoàng sẽ được đánh đầu nhé. Hoàng là chơi sát thủ nhé, Ngân Giáp và Đại Bàng Kim Xí là hai thằng sát thủ. Để cho chắc anh thì Lưu Lạc Lõng cho Ứng Long ở vị trí thứ nhất các bạn, để là giảm cái lượng đam của kẻ địch, từ tránh trường hợp kẻ địch mà chơi Quan Âm ấy các bạn thấy chưa. Đại Bàng Kim Xí ăn ăn quả choáng mà cái đội hình này lắm hiệu ứng quá, lần đầu tiên mình thấy một cái đội hình mà nhiều hiệu ứng như thế này. Ồ, Thanh Ngưu đã bị choáng rồi. Nói chung là trên level 100 thì hiệu ứng nhiều lắm mà. Đây, bắt đầu cái quả tiêu đốt này. Ui. Phải tích càng nhiều lưu hỏa thì càng mạnh các bạn ạ. Càng nhiều tích hỏa chứ. Thằng ao trình luôn các bạn, kiểu như đứng yên rồi kẻ địch tự chết. Trong game ấy thì trong cái đột phá ấy, nó sẽ ghi tích hỏa, còn trong quá trình đánh ấy, nó sẽ ghi là liên hỏa nha các bạn. Ngân giáp truy kích kìa các bạn, ngân giáp mà khi mà đánh người không chết thì nó sẽ được truy kích nha, khi nó thức tỉnh. Ui các bạn thấy chưa, đút đau dạ. Để tính trâu như thế mà cũng không thể chịu được các bạn. Cảm giác đau các bạn, cảm giác thốn này, cảm giác bất lực luôn đó. Đúng kiểu hai bên yêu mà đánh với nhau. Sắp tới thì nếu mà về dài thì ví dụ như về trên khoảng 300 ngày đi, 200 ngày cho đến 300 ngày trò chơi thì hầu như bên yêu phải suy nghĩ tới việc chơi đột. Mà cái đó nói chung mình cũng không dự đoán được đâu, nó tùy thuộc vào meta nữa. Bởi vì khi mà các bạn có đồ hồng hoang ấy, thì ví dụ như những cái nick mà như thế này thì tầm khoảng ngày thứ 200 đến ngày thứ 300 thì hầu như ai cũng sẽ lên hồng hoang. Cái chay thì phải trên 300 ngày. Còn mấy nick tốt như thế này tầm ngày thứ 200 người ta sẽ có đồ hồng hoang rồi. Nhưng trò chơi thì hiện tại mới 80 ngày thôi các bạn ạ. À. Chúng ta nói hơi xa. Ok, chúng ta sẽ bỏ qua cái trận đánh giữa Lưu Lạc Lõng và Hoàng nhé. Hoàng nói chung là hướng của Hoàng Duy không sai, chỉ so là Hoàng gặp khắc tinh của mình, một bên kia có Ngọc Diện Hồ Ly thức tỉnh nên rất rất được ưu ái khi yêu đánh với yêu. Chúng ta sẽ xem Lưu Lạc Lõng đánh với Crush. Crush ở tông môn cái chay, tông môn này hơi fake nha. Crush 722 triệu và Lưu Lạc Lõng là 980 triệu. Thực chiến thì hai bên chênh nhau bao nhiêu? Chênh nhau tận là 260 triệu mà nhé. Chênh nhau 260 triệu mà Kroos lại là người giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Ấy khá là căng thẳng. Vì thế mình tại sao mình lên cái clip này, bởi vì nó có rất nhiều cái hay để chúng ta xem. Nói chung là cái trò chơi này là trò chơi chiến thuật nên nó có thể khắc tinh nhau rất là nhiều. Đội hình của Kroos thì sẽ có hai thứ bật dưới đội hình giống của mình. Ngộ Không 4 triệu 3 đam ấy, so với cái đam của Đại Bàng Kim Xí đi thua nhá. Đại Bàng Kim Xí lúc nãy đam to hơn rất là nhiều, nhưng là Thánh thì sẽ là sát thủ thế mà thắng được nha các bạn. Mình cũng khá là bất ngờ. Tiểu Bạch Long khá là trâu, 41 triệu máu
mang một bộ full tanh và có phần đam không chơi hồi sinh nhé, hay là chắc là tiểu bạch long gánh như gánh team cho một coi. À, tiểu bạch long có thức tỉnh không nhỉ? Sắp tới thì mình sẽ gắng mượn được một cái nick tiểu bạch long thức tỉnh có đồ một mạnh một chút để đi tiểu bạch long đam xem. Mong các bạn đăng ký theo dõi để cùng xem cái những video sắp tới nhé. Ok, chúng ta sẽ xem trận đầu tiên thì cờ rớt thắng. Lưu Lạc Lõng là người đánh đầu mà cờ rớt thắng đi. Vì thì sắp xếp là Ngộ Không ở hàng phía ở giữa. Ok, chúng ta sẽ xem nhé. Hai bên đều đi ứng long đầu quá mất. Ok, Tiểu Bạch Long là bị choáng. Ngộ Không thì chắc chắn sẽ... Ui, Ngộ Không đam to đi. Ui, Ngộ Không đam to quá các bác. Ngộ Không mang Thủy Long Âm. Mắc Binh Đam luôn mắt. Ui. Ngộ Không đam to quá. Không phải đam to, không phải là dự ở tấn công nhé. Mà đam này mình nghĩ là nick Ngộ Không này có phần trăm sát thương rất là cao các bác. Hơn rất nhiều với phần trăm sát thương hiện có của Lưu Lạc Lõng. Ui khét đấy, nghĩa là không kịp để đột nhá các bạn. Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng đầu tiên thôi. Và Tiểu Bạch Long ôm đam khá là tụt, khá là đen nha các bạn này. Bình thường ấy, nếu mà cái quả đầu tiên mà Ngộ Không đánh vào thằng Thanh Niu ấy, mà Thanh Niu đỡ đòn được ấy, thì khá là hay. Thì lúc đó Ngộ Không sẽ đánh thường vào Thanh Niu khá nhiều. Và lúc đó Thanh Niu mà nó ôm được cái đánh liên kích của Ngộ Không ấy, thì thằng Ngộ Không là ít nhất phải ăn mấy mấy chục cái tích hỏa. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Trận thứ hai thì Ngộ Không đánh đầu cờ rớt vẫn thắng. Đấy, hai trận cuối thì trận 3 và trận 4 nhất thì Lưu Lạc Lõng lại thắng dẫn đến trận BO5 cuối cùng. Mình xem có thay đổi vị trí không, hầu như là không thay đổi vị trí mất. Hai bạn này thì hầu như là bởi vì nếu mà thay đổi thì cũng nghĩ là à có nhé. Thay đổi vị trí. Ok, mình sẽ xem trận 3 nhé. Trận 3 thì có thay đổi vị trí nhé. Trận 3 thì Lưu Lạc Lõng cho con Ngọc Diện Hồ Ly thức tỉnh vào ở giữa. Đấy, thì nó có thể thay đổi được trận đấu. Đấy, chạy cho vào giữa để ôm đam thằng Ngộ Không. Chứ Kim Giác ôm không chịu tải nổi. Hay là kích hoạt từ đỡ đòn từ Thanh Niu. Ui, đau đấy các bạn ạ. Thanh Niu không chịu tải được, nói chung là đồ cửu châu khó có thể chịu tải được đồ đỏ lắm các bạn. Nếu mà Thanh Niu mà muốn chịu tải thì ít nhất Thanh Niu phải đồ đỏ các bạn, hoặc là có ba món thủ đỏ, không cần cái vũ khí cũng được. Bởi vì khi mà chênh lệch đồ đỏ ấy, thì nó còn chênh lệch giữa chỉ số cơ bản nữa các bạn nhé. Vì thế nó sẽ giảm đi những cái tỷ lệ như né tránh này, hoặc là nó giảm cái tỷ lệ đỡ đòn. Theo mình nghĩ là vậy. Ui đụt cái đau không? Anh nhái ngồi nói chuyện với các bạn mà quên tích hỏa 9 lần gặp đốt cái còn một giọt máu cuối cùng nhỉ. Lưu đày rồi nha các bạn, ngủ không bị lưu đày được. Không không là nó ngọc của tỏi lâu rồi vì có lưu đày. À, tính ra cho Ngọc Diện Hồ Ly nếu mà bạn này chuẩn một chút ấy, xếp mẹ lên hai cái con bất tử ở trước mặt Ngộ Không ấy, cho hai con Ngọc Diện Hồ Ly lên phía trước ấy, thì sẽ chặn được một lượng đam của Ngộ Không giai đoạn đầu khá là ok. Nếu mà Ngộ Không mà nó liên kích ấy, thì có thể chế thêm một con, thì quả thứ hai liên kích nó sẽ trúng vào một cái thành thằng Thanh Niu chẳng hạn, hoặc là thằng ấy như thì nó cũng sẽ kích hoạt được tiêu đốt, còn hơn là việc mà cho Thanh Niu chỉ quạt sướng. Theo mình nghĩ là vậy. Ôi lưu đày lâu ạ, nó đút kìa. Ok, chúng ta cũng xem trận tiếp theo nhé. Trận tiếp theo này mình sẽ tập trung về chút về cái đút một chút. Đây, trận thứ tư này. Trận thứ tư thì Cờ Rốt sẽ là người được đánh đầu. Này, Cờ Rốt sẽ được ưu ái được đánh đầu nhưng vẫn thua. Cờ Rốt không thay đổi vị trí nhé. Nhưng mà trận thứ năm thì Cờ Rốt thay đổi vị trí để thắng.
khá là hay đấy các bạn nha. Ok, vậy là đội hình, nói chung là cái trận đấu này cũng khá là mất nhiều chất xám, mới không đùa được đâu, cũng có thay đổi vị trí đấy. Đợt này thì cứ rất chủ quan không thay đổi vị trí nên sẽ thua tiếp thôi. Tiểu Bạch Long còn hay đánh, đúng rồi, có set đỏ thì sẽ nhìn hơn. Đội hình của bạn Lưu Lạc Lõng thì thua set đỏ khá là nhiều, Thanh Ngưu không thể đỡ đòn được các bạn. Chứng tỏ Bui như Lưu Lạc Lõng cũng phải tốn tiền đấy các bạn. Phun set Cửu Châu thì sẽ khó có thể ôm được set đỏ được. Ui, Ngưu Ma Vương thì nó hay đánh theo hình chữ L nha các bạn. Con này đánh dị nhỉ, đánh theo hình chữ L. Ngộ Không vẫn chưa bị đụt nha các bạn, khá là đen nha. Ui, vẫn chưa bị đụt nhá. Ui, Ngưu Ma Vương hồi sinh vẫn chưa bị đụt mà vẫn thắng được. Ai thắng? Ngọc Kiền Hồ Ly đánh tim. Đây, Ngọc Kiền Hồ Ly này. Đấy, Ngọc Kiền Hồ Ly tích tiêu đốt rồi nha. Tiếp theo nữa, làm quả tiêu đốt nữa là hai cái. Đấy, hai cái tiêu đốt mà đau chưa kịp. Ui, hai cái tiêu đốt rồi kích hoạt xong rồi được nhân hai nữa. Là vẫn chưa nguyên hai cái các bạn. Ui, bốn cái rồi kìa. Đấy, các bạn thấy nó nhân chưa? Đấy, vậy là cái con Ngọc Kiền Hồ Ly này nó nhân đôi đấy các bạn, không hề bị đánh mà tự dưng hai cái thành bốn cái các bạn. Ui, Ngọc Diện Hồ Ly gánh tim các bạn. Thì ui, nhân thì nhân lên mù anh nhá. Ui, đâu cái này là nhân tích hỏa chứ, mình nhầm. Ui, 14 tích hỏa, 15 tích hỏa một lần đốt, đời nó ra kỹ năng đang bị lưu đày nhá bạn. Ui, xem cái ván này hay này. Từ mình xin phép xem lại. Mình xin phép xem lại cái trận cuối này xem nó đụt rồi mình sẽ bao nhiêu tí. Kinh thật. Thì cái con Ngọc Diện Hồ Ly thức tỉnh ấy thì cái chỉ số cơ bản nó sẽ cao hơn cái thằng Ngộ Không nhé các bạn. Một tướng đỏ so với một cái tướng cam thức tỉnh 3 thì tướng cam thức tỉnh 3 cái chỉ số cơ bản sẽ nhìn hơn nhiều. Cũng như là được nhiều thuộc tính hơn nữa. Bởi vì nó được thêm 3 lần đột phá từ thức tỉnh mà. Mà nếu mà vì thế, nếu con Ngọc Diện Hồ Ly mà mang đồ đỏ vào thì nó sẽ rất là trâu. Đụt khá là đau nhá. Ok, chuẩn bị đến cái đoạn gay cấn rồi nha các bạn. 6 liên hỏa, dã man Tiểu Bạch Long ôm 6 cái liên hỏa, 7 cái liên hỏa kìa. Đây, Ngọc Diện Hồ Ly làm tiêu đốt nữa. Con thứ hai là cho tiêu đốt tiếp. À, hai tiêu đốt nữa. Kích tiêu đốt rồi nhân lại. Đúng rồi, vậy là chính xác rồi. Nghĩa là khi Ngộ Không vừa ra cái kỹ năng xong đúng không? Thì sẽ bị tiêu đốt là mất hai tiêu đốt. Thì nhưng nó lại hồi lại hai cái tiêu đốt. Bởi vì từ cái hiệu ứng thức tỉnh của Ngọc Diện Hồ Ly nhá. Còn tích hỏa thì kinh giáp mà. Ui, dã man các bạn. Kinh quá. Tích hỏa 15. Rụt một cái 7.500 vạn máu. 7.500 vạn sát thương nhé. Ok, mình sẽ xem cái trận cuối cùng này. Trận cuối cùng thì cờ rượt đã thay đổi vị trí. Thay vì để Tiểu Bạch Long ở vị trí số 1 thì cờ rượt đã để Tiểu Bạch Long ở vị trí số 4 nha các bạn. Đấy, thì tại sao lại để vị trí số 4 nha? Khá là hay đấy các bạn. Để vị trí số 4 này ôm ra để Ngộ Không không bị dính cái đánh hàng ngang chẳng hạn. Đấy, thì hạn chế việc Ngộ Không bị dính đốt. Ngộ Không mà dính đốt là hầu như là rất dễ bị thua. Ui, Ngưu Ma Vương ăn quả phản là phản gián. Thì các bạn thấy chưa, cho Tiểu Bạch Long ra sau thì đánh theo hình chữ L. Thì đợt này thì
Bên Lưu Lạc Lõng cho Diêm Vương vào vị trí số 2 nhé. Và kiểu lúc trước chúng ta sẽ ở vị trí số 3, bây giờ vị trí số 2. Ngô Không vẫn chưa bị đốt nhé, khá là cay. Nếu như con Ngưu Ma Vương mà nó không đánh thành hình chữ L, nó đánh thành hình hình khác thì nó hay hơn nhiều. Ui, các bạn thấy chưa? Ngô Không có người bị dính đốt luôn. Nếu mà để cho Ngô Không mà dính đốt ấy, thì các bạn nhớ cái clip nào đó mà chúng ta cũng xem một bạn yêu ấy, chơi Thanh Ngưu ấy, thì Thanh Ngưu đó rất là đẳng cấp. Thì nó sẽ gây đốt cho Ngô Không hoặc những con tướng chính của kẻ địch rất là dễ. Còn như thế này thì hơi bị động. Mang tính chất hên suy, tạo đốt mang tính chất hên suy các bạn. Khi mà gặp Thánh, bởi vì Thánh nó sẽ Tiểu Bạch Long nó ôm ấy. Đấy bây giờ mới bị đốt này. Nhưng có bị có kịp không? Lại choáng, nếu mà bị choáng như thế này thì có thể mất đi một lượt đánh ấy. Bây giờ mới đỡ đòn này. Nếu mà Thanh Ngưu đỡ đòn tốt nhất thì chỉ đỡ đỡ đòn khi mà Cửu Châu chơi với Cửu Châu thôi các bạn. Còn mà lên đồ đỏ ấy mà Cửu Cửu Châu thì nó sẽ giảm chỉ số đi rất nhiều, chênh lệch chỉ số rất nhiều. Nên khó có thể đỡ đòn được. Ui, đen đấy, không kịp. Nếu mà con là mình nghĩ phải cho cái con Ngọc Diện Hồ Ly thức tỉnh nó lên sớm một tí các bạn, để cho nó ra cái kỹ năng vào con tướng Ngộ Không, rồi lúc đó nó sẽ bị dính hiệu ứng nhân nhân đột các bạn. Khá là căng thẳng thôi. Video của chúng ta chắc dừng tại đây thôi các bạn ạ. Cảm ơn Lưu Lạc Lõng đã tạo ra một cái đội hình mới để cho mọi người cùng xem. Video clip này khá là dài thì cũng rất là thông cảm với các bạn nhé, bởi vì mình cũng muốn phân tích rõ cho các bạn xem hiểu hơn về cái yêu giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào.